Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2018, sau khi uống bia tại trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, Đăng hướng dẫn xe máy từ trường về nhà tại đô thị Chư Ti. Đến 19 giờ cùng ngày, Đăng đi đến quốc lộ 19 bờ thuộc Y, đô thị Chư Ti thì rẽ trái vào đường dân sinh Y để gọi đường về nhà. Lúc này, Đăng bắt gặp cháu N. Tờ. L. 2005, Đăng là học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn đô thị Chư Ti. Tại đây, Đăng giả vờ gọi đường đến trung tâm y tế huyện Đức Cơ rồi nhờ cháu N. Tờ. L. ngồi lên xe để chỉ đường cho Đăng. Trên đường đi cháu L. hỏi Đăng ở đâu thì gã thầy giáo nói dối là chú ở bên qua không biết đường, bạn chú bị tai và đang ở bệnh viện huyện. Khi đến trước cổng trung tâm y tế huyện Đức Cơ, cháu L. nói với Đăng là đã đến nơi. Đăng giả vờ lấy laptop ra gọi sau đó quay lại nói bạn mình ở cổng sau, rồi đề nghị L. đi cùng. Nghe Đăng nói vậy, cháu L. không đồng ý và đòi hỏi chở mình về nhà nhưng Đăng vẫn kế tiếp chở cháu L. ra đi đường nhựa bên hông phía sau trung tâm y tế huyện. Khi đi đến nơi vắng ngắt người qua lại, gã đã dùng vũ lực nhằm thực hiện hành vi đồi bại của mình. Tại phiên tòa, Đăng ngoằn ngoèo chối tội, khẳng định hành vi của mình gây ra với cháu N. L chưa đủ yếu đuối tố để cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà chỉ phạm vào tội giao cấu với trẻ em. Sau giờ nghị án, căn cứ vào cục bộ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, hội đồng xét xử thấy rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố Hồ Trọng Đăng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là đúng người, đúng tội. Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Trọng Đăng 8 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.